Thưa quý vị, thưa các bạn, Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may 2024, VIAT 2024, lần đầu tiên tại Việt Nam, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn SECC, thành phố Hồ Chí Minh, được xem là cơ hội tốt kết nối doanh nghiệp dệt may tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. VIAT 2024 là triển lãm thương mại quốc tế mang tầm khu vực tại Việt Nam trong lĩnh vực chuyên ngành về sợi, vải và phụ kiện dệt may, may mặc, dệt gia dụng, công nghệ dệt và máy khâu do Bộ Công Thương chủ trì giao Cục Xúc Tiến Thương mại phối hợp với tập đoàn Masse Frankfurt Đức tổ chức. Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, VIAT là một sự kiện trong chuỗi mạng lưới kinh doanh dệt may toàn cầu của tập đoàn Masse Frankfurt. Mạng lưới này kết nối hơn 500.000 người tham gia từ khắp nơi trên thế giới tại 11 quốc gia với hơn 50 hội chợ thương mại dệt may quốc tế. Sự kiện được tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may tại Việt Nam tham gia kết nối giao thương với các doanh nghiệp quốc tế, tham gia vào chuỗi sản xuất của các hãng dệt may toàn cầu, hình thành liên kết xuyên suốt chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên phụ liệu đến sản phẩm cuối cùng, đồng thời khuyến khích các thương hiệu lớn trên thế giới chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tham gia vào quá trình phát triển nguồn cung nguyên phụ liệu, hình thành chuỗi cung ứng trong nước. Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, những năm qua, ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của nền kinh tế. Sau hơn 15 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế Thế giới, WTO, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam tăng lên 6 lần. Bên cạnh đó, ngành dệt may hiện sử dụng hơn 2 triệu lao động công nghiệp, chiếm tỷ trọng trên 10% so với lao động công nghiệp của cả nước. Như vậy, ngành dệt may đóng vai trò quan trọng không chỉ ở kim ngạch đứng thứ 3 của cả nước mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trong năm 2023, ngành dệt may Việt Nam đạt khoảng 40,3 tỷ USD. Bộ Công Thương đã phối hợp với tập đoàn Masse Frankfurt để tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt Việt Nam VIAT 2024. Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, VIAT năm 2024 được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may Việt Nam tham gia vào chuỗi kết nối giao thương với các doanh nghiệp quốc tế, tham gia vào chuỗi sản xuất các hãng dệt may toàn cầu. Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may Việt Nam VIAT 2024 lần đầu tiên được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương Việt Nam sẽ mang lại nhiều giá trị trong kết nối toàn cầu của ngành dệt may. Những doanh nghiệp tham gia triển lãm lần này trải rộng trong toàn chuỗi cung ứng giá trị của dệt may, bao gồm doanh nghiệp sơ sợi, công nghệ, dệt nhuộm, vải thành phẩm, thiết kế và may mặc. Sở dĩ triển lãm thu hút đông đảo doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt các thương hiệu dệt may lớn đến từ Anh, Đức, Ý, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, đã cho thấy tiềm năng phát triển ngành này tại Việt Nam là rất lớn. Thông qua triển lãm lần này, chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp dệt may Việt Nam tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên liệu tốt hơn để tham gia sâu hơn vào chuỗi dệt may toàn cầu. VIAT 2024 có quy mô trên 500 gian hàng trưng bày trên tổng diện tích 15.000 m2 của hơn 400 doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Anh, Đức, Bulgaria, Ý, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v. Triển lãm có sự xuất hiện nổi bật của các khu gian hàng quốc gia, vùng lãnh thổ đến từ Nhật Bản, Thái Lan và Pakistan. Chúng tôi rất vui khi được tham dự triển lãm chuyên ngành hàng dệt may lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam như thế này. Đây là sự kiện có quy mô lớn với nhiều nhà cung ứng nguyên vật liệu cùng tham dự. Công ty chúng tôi được thành lập đến nay hơn 20 năm, chuyên cung cấp các sản phẩm sợi công nghiệp polyester cho nhiều thị trường. Tham dự triển lãm lần này cũng mong muốn có thêm nhiều đối tác biết đến các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi là đơn vị chuyên phát triển và sản xuất sản phẩm sợi siêu thấm, đã có kinh nghiệm trên 30 năm và cung cấp cho nhiều thị trường trên thế giới. Tham dự triển lãm lần này với mong muốn giới thiệu đến các nhà sản xuất dệt may các sản phẩm dẫn đầu xu thế và thân thiện với môi trường. Chúng tôi cũng sẽ liên tục đưa ra các giải pháp về công nghệ mới để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên sản xuất các loại vải lưới và đồ trang trí dùng cho hàng may mặc. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tham dự triển lãm chuyên ngành hàng dệt may và phụ kiện có quy mô lớn. Tôi mong muốn, thông qua triển lãm này, được kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may tại Việt Nam. Khu gian hàng thương hiệu quốc gia Việt Nam đã là một trong những điểm nhấn quan trọng của triển lãm, giới thiệu tới khách tham quan Việt Nam và quốc tế thế mạnh thương hiệu ngành dệt may của Việt Nam với các ngành hàng trưng bày gồm hàng may mặc, đồ dệt gia dụng, dệt may kỹ thuật và vải không dệt, công nghệ gia công, dệt và in.
Tại VIAD 2024, các nhà trưng bày và nhà mua hàng được sử dụng dịch vụ kết nối kinh doanh toàn cầu của hội chợ, nơi việc kết nối được thực hiện dựa trên nhu cầu cụ thể của mỗi bên. Ngoài chức năng chính là một diễn đàn giao dịch quốc tế, các sự kiện bên lề, hội chợ cũng đã tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia kết nối với các nhà lãnh đạo trong ngành và cung cấp những thông tin đa dạng về thị trường. Đây là lần đầu tiên Crossbackers chúng tôi tham dự VIAD triển lãm này. Chúng tôi dự định đó là sẽ mang cái sản phẩm về công nghệ số của Crossbackers mang tới khách hàng việc giải pháp quản lý kim trong quá trình sản xuất, và mong đợi chúng tôi rằng là sẽ càng nhiều các cái doanh nghiệp may Việt Nam cũng như các doanh nghiệp ở nước ngoài tới để biết được cái sản phẩm mới và giải pháp kỹ thuật số của Crossbackers. Chúng tôi nhận thấy rằng là trong công việc mà sản xuất may mặc thì hiện tại việc mà kim loại trong sản xuất được các quản lý kim loại trong sản xuất thì được các cái doanh nghiệp may không những trong nước và nước ngoài rất là quan tâm. Crossbackers phát triển hệ thống này nhằm mục đích đó là an toàn cho người sử dụng, giảm việc là sử dụng các cái sản phẩm mà ảnh hưởng tới môi trường. Đây là một cái lần đầu tiên của VIAD mình tổ chức thì nó cũng hơi mới mẻ với một số những khách hàng, kể cả những công ty may mặc lâu đời. Hiện tại thì không phải mình Việt Nam mình mà hầu như tất cả các nơi trên thế giới đều hướng tới vấn đề xanh hóa và số hóa. Thì kể cả với kinh nghiệm 60 năm cung cấp thiết bị trong ngành may của vải trên thế giới và Việt Nam thì luôn luôn phải thay đổi. Và ví dụ như ở công ty chúng tôi đó là có thể có đưa ra những giải pháp về tiết kiệm điện năng, về giải pháp xanh hóa sử dụng những cái chất liệu nó sẽ không gây hại cho môi trường. Những khách ví dụ như Thái Lan, Trung Quốc và kể cả châu Âu đồ họ cũng có sự quan tâm, thì rất mong là ở những cái đợt triển lãm sau của mình nó sẽ được tốt hơn rất là nhiều. Đây là cái lần đầu tiên mà đơn vị như là Everyday Nation tham gia một cái cuộc triển lãm về công nghệ trong ngành dệt may. Thì cái cơ hội này cũng là cơ hội mà Everyday Nation mang tới những giải pháp mà tân tiến nhất cũng như là giải pháp đang cập nhật những xu thế trên thị trường để mang tới cho các đối tác cũng như các khách hàng tiềm năng để chúng ta có thể biết được là đâu là những cái định hướng sắp tới để chúng ta phát triển cũng như đầu tư cho cái việc sản xuất cũng như cho cái việc mà tương tác với người tiêu dùng. Hơn 14 hội thảo chuyên đề được tổ chức xuyên suốt thời gian của triển lãm nhằm giúp các doanh nghiệp tham dự cũng như khách tham quan trong ngành dệt may tiếp cận các thông tin cập nhật nhất trong ngành. Các hội thảo tập trung vào các chủ đề chính như thiết kế và các xu hướng, chiến lược tiếp cận thị trường, công nghệ dệt và vải không dệt, các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững. Bên cạnh đó, nhằm thu hút sự quan tâm của khách tham quan, còn diễn ra các cuộc thi trình diễn thời trang, giới thiệu các xu hướng về thời trang bền vững tại Việt Nam và quốc tế. Theo Bộ Công Thương, tính đến 15 tháng 2 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 4,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Con số này cho thấy tín hiệu thị trường xuất khẩu của ngành dệt may đã có sự khởi sắc so với năm 2023. Đồng loạt các nhà máy đã mở máy khai xuân đầu năm với tỷ lệ khá cao, người lao động quay trở lại làm việc. Ngành dệt may phấn đấu cho năm 2024 đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm 2023. Để triển khai các mục tiêu và định hướng của chiến lược phát triển ngành dệt may trong năm 2024, Bộ Công Thương đã và đang phối hợp với các hiệp hội của ngành dệt may xây dựng kế hoạch phát triển bền vững ngành dệt may da giày. Trong đó sẽ có đề xuất các chính sách để giúp các doanh nghiệp dệt may chuyển đổi sản xuất sang mô hình xanh và bền vững. Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may Việt Nam VIAD 2024 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may tại Việt Nam tham gia kết nối giao thương với các doanh nghiệp quốc tế. Ngành dệt may cũng sẽ có điều kiện tiếp cận công nghệ hiện đại và tiên tiến của EU, cũng như thu hút đầu tư các dự án hỗ trợ để đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, giúp hàng hóa Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn của EU. Từ đó, đáp ứng quy tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, góp phần thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam phát triển